Tất cả các bác nhá, ngày hôm nay em test là hai chiếc vang cho hai bác, hai chiếc vang cho bốn bác. Một anh tên là Honda Thương nhá, anh ở Bình Định nhá, anh lấy con Q8 này. Đấy, và một anh Vũ, anh ở Hòa Bình, thành phố Hòa Bình anh em nhá, lấy con LX8. Đấy, hai con đều là 8. Đấy. Thì hai con này thì như anh em biết rồi, con LX8 này thì là một trong những cái dòng vang số chính hãng do LX Acoustic anh em nhé. Đấy, thì em đang phân phối, giá hiện tại của nó đang là 3.300.000 đồng. Đấy, con này thì em đã tặng đầy đủ dây dắt cho anh em, cả hai con vang anh em nhé. Và đây là em đang test cái con vang Q8 trước. Cái con vang này thì cái chất âm của nó rất là hay. Đó. À, anh em nghe cái chất âm nhá, em đang ghép với loa là 4012 chép neo. À, anh em nghe tiếng echo hay không ạ? À, tiếng hay không ạ? À, con này thì nó có đầy đủ như echo và reverb anh em nhá. À, chỉnh tay cực kỳ là đơn giản luôn, anh em có thể nhìn thấy delay repeat. À, chất âm của con này thì nó khá là chất. Con này thì em đã có nhiều video rồi. Con vang Q8 này thì đã rất nhiều video. Anh em chỉ cần lên YouTube, anh em gõ là vang cơ Q8 thôi, Thắng Cao Rio, anh em xem được ngay con này. À, em nghe tiếng mic của nó, nghe nó sướng rồi. Nghe qua điện thoại đây, em đang quay bằng điện thoại, em quay cho anh em nghe, anh em đeo tai nghe nghe như là live stream luôn. À, khẳng định với anh em luôn, cho mic to ăn tí em. Lắp luôn con LX8 vào cái. Con với con LX8 này thì bên em sẽ setup cho anh em là 6 chế độ anh em nhé. À, lắp luôn con LX8 lên luôn. À, con này setup luôn cho anh em là 6 chế độ. Con này có đầy đủ như Bluetooth. Đó, bóc ra cho anh em cùng xem con này. Con này có đầy đủ Bluetooth này, USB này. Đấy, cổng quang này. 6 cổng đầu ra anh em nhé. Thì bên đây là main này, center này, sub này, surround này. Cổng mic đằng sau anh em nhé. Con này thì hai mic riêng biệt, chạy nguồn auto volt từ 100 cho đến 240V. Đó. Điện giải điện áp rất là rộng. Tem chính hãng của hãng anh em nhé. Anh em có thể cào và nhắn tin bảo hành điện tử anh em nhé. Ngoài ra thì như em nói rồi, hai mic AB riêng biệt. Đấy, đầy đủ Bluetooth USB. Thì anh em sẽ ấn cái nút input này. Sẽ ấn cái nút input này để chuyển đầu vào anh em nhé. Anh em muốn sử dụng cổng quang này, muốn sử dụng cái Bluetooth này thì anh em ấn ở input này nhé. Rất là dễ dàng sử dụng thôi, không gì khó cả. Đấy, hai đường mic riêng biệt. Đó, và chỉnh trên effect này, mic volume music này. Đấy, LX8. Rồi, thì sẽ kết nối với cái bộ này luôn cho anh em cùng xem. Đó, thì ở đây thì sử dụng loa JBL 4012, sử dụng chép neo anh em nhé. Con mic ở đây em sử dụng mic cao cấp luôn, con mic Beyer 970, cục đẩy MA1003, cục đẩy công suất 1300W. Đó, khá là mạnh anh em nhé. Đó, kết nối đây, kết nối rất đơn giản, kết nối luôn cả với súp anh em nhé. Đó, nói chung là đây là một trong những cái con vang số giá bình dân, giá của nó chỉ có với giá là 3 triệu 3 thôi. Còn vang cơ dưới là giá 1.8 triệu anh em nhé. À quên, 2.4 triệu, xin lỗi anh em. Còn FX20 mới là 2 triệu, mới là 1.8 triệu. Cắm lấy chưa? Cắm mic đây, cắm mic đây. Đó. Con này thì có đầy đủ cắm mic đằng trước lẫn cắm mic đằng sau. Cái chất âm của nó khá là hay anh em nhé. Anh em sẽ nghe thử cái tiếng mic của nó, chất mic. Cho nhỏ nhạc thôi. Cho nhỏ nhạc. À, alo đi. Lấy cái điều khiển luôn. À, lấy cái điều khiển luôn. Thử chọn chế độ luôn cho anh em cùng. Đây là chế độ 1 anh em nhé. Đó, à, chế độ 1.
Hả? Hay 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 hay. Hả? Hay 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 5 5 5 7 8 9. Đây là chế độ 1 cho anh em, chế độ 2 đây. Hả? Hả, chế độ 2 đây. 1 2 chế độ 2 là chế độ revert anh em nhé. 5 7 8 9. Chế độ 3 này. Hả? Ấn nút 3 được anh em nhé. Hả? 1 2 5 7 8 9. Đây là chế độ 3 anh em nhé. Chế độ 3 thì nó sẽ hiện là M3 này. Đó, M3. Chế độ 4 nhé. Đó, rất đơn giản thôi. Dùng nó tích hợp điều khiển thì chế độ này thì eco nó sẽ chậm. 5 5 5 5 6 6 7. Ok, chế độ 5. Chế độ 5 thì sẽ là nhạc nhạc sẽ nhiều chép anh em nhé. Nhạc sẽ nhiều chép, anh em có thể đeo ra nghe. Sẽ tiếng mic sẽ không có. Đó. Chế độ 6 đây. Đó, sẽ nhiều bass hơn. Đó, ok chưa? Đó, thì anh em có thể là tự do sử dụng cái tất cả các chế độ này qua cái điều khiển này. Đó. Ngoài ra thì anh em có thể căn chỉnh đường mic này. Feedback này. Mic A, mic B này, Echo A, Echo B này, gì vật A, gì vật B này. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Đó, chỉnh rất là dễ anh em nhé. Đó, chọn đầu vào này thì anh em có thể là ấn Input này, giờ CA2 này, Play là anh em ấn nút Mode này, để chọn USB này, hoặc Bluetooth này. Đấy, hoặc em ấn Input tiếp thì nó sẽ là Optical anh em nhé. Optical là cổng quang ấy, cứ tự ấn Input thôi, để chọn chế độ đời nhạc đầu vào. Đấy, cực kỳ đơn giản luôn anh em nhé. Đó. Thì anh em có thể tham khảo với cái con vang này. Đấy, thì hôm nay test cho hai bác và chuyển cho hai bác luôn. Thì anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em liên hệ trực tiếp cho bên em. Đó. Thì con LX8 cũng ghép rất nhiều rồi, anh em muốn tham khảo về nó anh em chỉ cần lên YouTube, anh em gõ là LX8 thắng cao audio thôi. Đó. Hoặc là Q8, anh em lên là Q8 thắng cao audio là anh em sẽ xem được rất nhiều các clip về nó anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.